6 lý do con người đừng quá tiết kiệm, tiền nhiều lúc mất đi có đem theo được đâu. Xin chào quý vị đã quay trở lại với Sống Chậm, nơi mang đến những video bổ ích giúp bạn thêm yêu cuộc đời và sống ý nghĩa hơn. Quý vị thân mến, nếu bạn nghĩ rằng có thật nhiều tiền mới có thể hưởng thụ cuộc sống thì đó chính là ý nghĩ lạc hậu. Dù ở giai đoạn nào của cuộc đời, chúng ta cũng nên thụ hưởng dù là ít hay nhiều. Dưới đây là 6 lý do vì sao chúng ta sống không nên quá tiết kiệm. Nếu thấy hay và bổ ích, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi thêm các video khác của Sống Chậm và chia sẻ video này để nhiều người cũng biết đến thông điệp ý nghĩa này nhé. 6 lý do con người đừng quá tiết kiệm, tiền nhiều lúc mất đi có đem theo được đâu. 1. Xưa ăn để mà sống, nhưng giờ sống là để ăn. Con người ta vốn rất muốn tiết kiệm trong khoản ăn uống. Đồ ăn luôn nấu tại nhà để tốt cho sức khỏe mà không lãng phí đồ ăn. Bạn có biết bữa cơm gia đình rất quan trọng trong việc giữ lửa hôn nhân cũng như gắn kết tình thân trong gia đình. Nhưng quá nhiều những bữa cơm đạm bạc sẽ gây ra nhàm chán, chồng không muốn ăn cơm nhà. Nếu là người phụ nữ thông minh, hãy biết tiết kiệm đúng cách, đúng chỗ. Xưa các cụ ăn để sống, nhưng xã hội bây giờ sống là để ăn. 2. Cuộc sống quá ngắn ngủi, sống không nên quá tiết kiệm. Hầu như ai cũng cố gắng làm lụng thật vất vả, lao động thật chăm chỉ để dành dụm của cải, để khi về hưu có thể giúp đỡ con cháu hoặc tự nuôi lấy bản thân. Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam hiện nay là 73,3 tuổi. Trong đó, con người ta đã dành ra 21 năm để học tập, phải tiết kiệm tiền ba mẹ cho ăn học, không được phung phí. Ít nhất khoảng 2 năm để bôn ba tìm kiếm công việc phù hợp, phải tiết kiệm vì thời gian này luân phiên nhảy việc. Ít nhất 5 năm để gây dựng nên sự nghiệp, tiết kiệm dành dụm để lập gia đình. Sau đó lại phải tiết kiệm vì đầu tư mua tài sản, xây dựng tổ ấm, lo cho con cái. Đến khi có tiền, vẫn muốn tích nhiều nữa để cho dưỡng già. Ngày trẻ chỉ lo kiếm tiền lao động vất vả, không màng bản thân. Lúc già bệnh tật đầy người, thử hỏi tiền bao nhiêu cho đủ chữa bệnh. Xét cho cùng, cả đời đều khổ hết rồi, còn thời gian đâu mà sướng nữa. Tiền bạc, của cải tích cóp được cũng có ý nghĩa gì đâu. 3. Sống không nên quá tiết kiệm là sống trung thực với chính bản thân mình. Thực tế, cuộc sống bây giờ, thử hỏi bản thân xem liệu bạn có muốn cuộc sống vô vị, phải làm việc cật lực từ lúc còn trẻ cho đến lúc già, rồi đến khi nghỉ hưu. Chúng ta sống dựa vào cái sổ hưu trí hay không? Sức khỏe, tuổi trẻ đã không còn thì lúc này hưởng thụ bằng cách nào nữa? Bởi đó, chúng ta nên sống chậm lại để còn nhìn thấy và thụ hưởng những điều tốt đẹp xung quanh mình. Con cái cần phải trưởng thành, nếu cứ để cha mẹ gồng gánh mãi để lo cho chúng thì sau này chúng có lớn được hay không? Hay sẽ học tính ỉ lại. Ai cũng muốn sống an nhàn đầy đủ, thế thì hãy sống như thế đi. Tiết kiệm là tốt, nhưng phải vừa phải. 4. Chẳng cần biết có nhiều tiền, nhưng nếu ăn mặc quá rách, bạn chẳng có giá trị gì trong mắt người khác. Nếu bạn có thu nhập đủ đầy mà tiếp tục tiết kiệm phi lý, khoác lên mình những bộ quần áo rẻ tiền suốt đời, liệu bạn có đang hủy hoại hình ảnh của mình hay không? Mỗi tháng, hãy trích ra khoản tiền nhỏ để đầu tư cho bản thân mình, thì đâu hề lãng phí chút nào. Làm đẹp cho bản thân mình là làm đẹp trong mắt người khác, và biết đâu bỏ ra chút tiền bạc mà mang lại hiệu quả trong tương lai. 5. Phong cách sinh hoạt là cách bạn tận hưởng cuộc đời. Quá tiết kiệm thì chi bằng đừng sống. Để tiết kiệm, nhiều người thậm chí hạn chế sử dụng điện, nước, bỏ luôn thói quen xem TV, chương trình giải trí thú vị, hoặc hạn chế đến mức thấp nhất là tắt đèn khi xem TV vào buổi tối. Không hâm nóng thức ăn nguội lạnh, không dùng điều hòa, kể cả khi thời tiết nóng bức. Việc làm này không chỉ hại sức khỏe, nó còn làm bạn stress nặng. Tiết kiệm đồng tiền kiếm ra, để rồi không còn chút sức lực nào để kiếm thêm tiền thì không ai đồng tình với cách làm này. 6. Chi ly từng hào cho chuyện tình cảm là con dao tách bạn ra khỏi thế giới. Những gì tiết kiệm được cho bản thân là hoàn toàn bản thân tự nguyện, có thể tạm chấp nhận nếu đó là thói quen và phong cách sống của bạn. Nhưng nếu cả trong chuyện tình cảm mà cũng tiết kiệm, nếu tôi là con gái, tôi không bỏ qua được.
Thử nghĩ như ba mẹ, người có công lao nuôi dưỡng ta mấy chục năm, chẳng lẽ tiếc rẻ từng đồng mà không phụ giúp được cho người. Dù biết có thể ba mẹ bạn không cần, nhưng tôi đảm bảo họ sẽ vui hơn rất nhiều khi nhận được những món quà do chính con cái của họ làm ra và biếu họ. Nói đến tình yêu, tôi không biết các bạn nghĩ gì, nhưng đối với đứa con gái, không cần của cải vật chất cao sang hàng hiệu, nhưng tôi cũng không tài nào chịu nổi những chàng trai keo kiệt, bùn xỉn. Nấu ăn tại nhà được, miễn đồ ăn tươi ngon và đủ món. Quần áo mua ở chợ cũng được, miễn là phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Uống cà phê lề đường chẳng sao, miễn là có chỗ ngồi và không bắt tôi tự pha với hàng tá công việc phải làm mà lại không có không gian riêng tư. Và đặc biệt, đừng yêu cầu bạn gái phải bỏ tiền cho nhiều lần hẹn hò, vì khi đó, dù không đáng bao nhiêu, nhưng nó cũng làm cô gái ấy cảm thấy khó chịu vì ánh mắt của những người thân và bạn bè xung quanh. Ít nhất, phải cho người yêu của mình cảm nhận được sự thoải mái, chứ cứ tiếc rẻ đủ thứ trên đời, chắc là bạn ôm đống tiền sống đơn côi và chỉ còn cách chôn theo khi mất đi. Quý vị thân mến, tiền không phải là tất cả, nhưng có tiền thì rất nhiều thứ khác sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chính vì thế mà chúng ta dành phần lớn thời gian của cuộc đời để kiếm tiền, để lo cho chính bản thân mình, báo đáp cha mẹ, cho con cái một tương lai sáng lạn và để có một tuổi già an nhàn. Tuy nhiên, dù bạn kiếm tiền bằng cách nào, hãy nhớ 5 điều này để tâm hồn luôn được thanh thản, thân thể luôn giữ được bình an và nếu bạn có tâm thì sẽ thành công, hạnh phúc. Dù bạn kiếm tiền bằng cách nào, hãy nhớ 1. Hai tiêu chí trong việc kiếm tiền: tâm luôn được thanh thản, thân luôn được bình an. Tiền là phương tiện chứ không phải là mục đích cuối cùng của cuộc sống. 2. Tiền bỏ dấu huyền thì là tiên, thêm dấu sắc là tiến, thêm dấu nặng là tiện, thêm dấu ngã là tiễn. Biết dùng tiền sẽ giúp bạn thăng tiến, có được tiền cảm giác sướng như tiên. Có giữ tiền, bạn là người bất tiện, thiếu thốn tiền, nhà cửa cũng phải tiễn. 3. Tôi bỏ dấu là tôi, thêm dấu sắc là tối, thêm dấu huyền là tôi, thêm dấu nặng là tội. Không biết mình là ai thì tôi, không học hỏi người khác thì tối, không giúp người hoạn nạn là tôi, không làm điều tốt lành thì tù tội. 4. Đừng bất chấp tất cả để bán rẻ cái tôi cho đồng tiền. Làm việc gì cũng được, miễn sao tâm hồn luôn được thanh thản. Làm điều gì cũng được, miễn sao thân thể luôn được bình an. Hôm nay bạn có tiền không có nghĩa rằng cả đời bạn giàu có, nhưng nếu bạn có tâm thì bạn sẽ thành công. 5. Bốn định luật kiếm tiền của người nhà giàu mà người nghèo không biết. Người nghèo thường khâm phục cách kiếm tiền của người giàu mà không biết rằng họ đều có những quy luật riêng trong sự cố gắng phấn đấu để phát triển bản thân và xã hội. Thất bại là để tiến đến thành công. Không nản lòng trước mỗi thất bại, Edison luôn cho rằng đó là điều cần thiết cho cuộc sống. Điều đó đã chứng minh phương pháp đó là bất khả thi để mình rút kinh nghiệm. Nhiều người vẫn nhắc lại việc sợi đốt của bóng đèn đã phải trải qua hơn 6.000 cuộc thí nghiệm mới có thể thành công như một điển hình về sự kiên trì và tư duy ý nghĩa đó của Edison. Đâu đâu cũng có tiền, kiếm tiền khó nhưng biết cách thì lại dễ. Muốn kiếm tiền thì phải thích tiền, phải có nhận thức chính xác về tiền. Nếu không, tiền sẽ không tự tìm tới bạn. Đồng tiền không có lỗi, nó chỉ là hóa thân của giá trị, là hiện thân của hiện thực, là sự hồi đáp của trí tuệ. Có câu, nhân dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân, ý chỉ vật tụ theo loài, người phân theo nhóm. Bạn phải có một sự quan tâm nhất định đối với đồng tiền, cảm giác thích thú kiếm tiền, thích tiền thì tiền ắt sẽ thích bạn. Đâu đâu cũng có tiền, kiếm tiền thật dễ dàng. Bạn cần phải xác lập rõ quan niệm nêu trên. Nếu bạn cảm thấy kiếm tiền thật khó thì kiếm tiền sẽ trở nên vô cùng khó khăn đối với bạn. Những nhà đại phú không bao giờ có khái niệm rằng tiền quá khó khăn mà họ chỉ cảm thấy tiêu tiền mới là khó. Bạn phải ghi nhớ rằng kiếm tiền thực chất rất dễ dàng, động não một tí thì tiền sẽ đến với bạn. Đây không phải là dạy bạn khoe khoang mà đây chính là nền tảng tư tưởng của những người kiếm nhiều tiền và những nhà triệu phú. Bạn không thể không nhìn nhận. Phải trở thành người dẫn đầu. Muốn có ưu thế trong một lĩnh vực,
bạn phải trở thành người đi đầu ở lĩnh vực đó. Dù tỷ suất hoàn vốn như nhau, nhưng một khi bạn là người dẫn đầu thì sẽ dễ dàng có được lợi ích nhiều hơn so với những người cùng ngành mà yếu hơn. Vì vậy, khi người Do Thái giành được ưu thế trong kinh doanh, họ sẽ cố gắng tạo được đột phá mạnh mẽ. Khi đối thủ mạnh khác xuất hiện, họ sẽ thay đổi chiến lược, phát huy điểm mạnh của mình để tìm ra điểm yếu của đối phương. Học cách suy nghĩ độc lập, không theo trào lưu một cách mù quáng. Cá bống lấy con cá khỏe mạnh làm thủ lĩnh tự nhiên, và dù hành động của con cá bống thủ lĩnh này có bất bình thường thì những con cá bống khác vẫn mù quáng đi theo. Từ tư duy đó, người Do Thái đã rút ra bài học cần phải suy nghĩ độc lập, không chạy theo trào lưu một cách mù quáng. Thưa quý vị, tiền là phương tiện chứ không phải mục đích cuối cùng của cuộc sống. Tiền có thể mua được thuốc, mua được đồng hồ, mua được một chiếc giường đẹp, nhà cao cửa rộng, nhưng tiền vĩnh viễn không mua được sức khỏe, thời gian, giấc ngủ hay một người yêu bạn thật lòng. Thế nên, đừng vì mải mê chạy theo đồng tiền mà quên mất hưởng thụ và những điều thực sự ý nghĩa trong cuộc sống của bạn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thay mặt ban biên tập, xin kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để đón xem những video hay và ý nghĩa của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!